Xin chào tất cả các bác và các anh em. Buổi sáng hôm nay thì em lại vào cái phòng quen thuộc cài đặt những chiếc vang số để mà gửi cho các bác và các anh em đặt mua. Trong đó có hai chiếc vang số X12, một chiếc là gửi cho một chú em ở Hải Phòng là khách quen của em, và một chiếc là gửi cho một chú em Cà Mau cũng là khách quen của em. Và là một chiếc vang số của một cái bác Hà Nội, và bác này cũng là khách quen, đã từng gửi cho em rất nhiều vang số. Và chiếc vang số Zson VF9 này thì trước đây bác đã gửi cho em căn chỉnh. Và bây giờ thì bác cần nắn chỉnh lại một chút về vấn đề âm sắc thì bác lại gửi cho em để em nắn chỉnh lại. Thì em mới nghĩ một điều như này, khi các anh em mới dùng vang số ấy, thì các anh em chưa nắm bắt được là cái quan trọng của một chiếc vang số. Cho nên rằng là hay tìm cái chỗ bán rẻ, hay là tìm những cái chiếc vang rẻ để mà sử dụng. Nhưng mà các anh em là những cái người mà đã từng dùng vang số rồi ấy, thì các bác anh em không ngại gì tốn kém, và cũng không ngại gì cái công của mình bỏ ra để mà gửi vang số đi căn chỉnh. Bởi vì là khi các anh em chưa dùng vang số ấy, thì các anh em nghĩ rằng là nó đơn giản, hoặc là có thể là mua tạm một chiếc vang cơ để mà như vậy sử dụng. Nhưng mà chính ra vang cơ nó cũng rất khó cho các bác và anh em khi mà không có cái sự thẩm âm để mà căn chỉnh. Bởi vì trên vang cơ nó cũng chỉ là mấy cái chức năng và chỉ là xoay theo cơ thôi. Thế nhưng mà khi mà lệch lạc đi chỉ cần là 0,1-0,2mm, tức là khi chỉnh vang cơ ấy, là chúng ta căn chỉnh chỉ có thay đổi có 0,1-0,2mm thì chân nó khác rồi. Thế còn trên vang số thì rất nhiều chức năng để mà làm trên một chiếc vang số. Cho nên rằng là khi các anh em mua thì em thấy rằng là nhiều khi các anh em thì là tìm đến những cái chỗ bán rẻ, tìm đến những cái chiếc vang, ngắm nghía đến những chiếc vang mà như vậy là nó rẻ tiền, nhưng mà nó lại không hiệu quả. Đầu tư một chiếc vang rẻ tiền thì nó không hay, rồi mua thêm nâng tiếng, rồi equalizer, nhưng mà vẫn không hay. Thậm chí là có các bác anh em lại mua thêm cả mixer nữa, vẫn không hay. Bởi vì làm effect trên chiếc vang nó không hay thì có đấu phối ghép kiểu gì nó cũng không hay. Cho nên rằng là cái vấn đề này các bác anh em nên lưu ý. Đối với các bác anh em mà chưa dùng vang số ấy, là các bác anh em phải là ngắm nghía, chọn lựa thật là kỹ, và đặc biệt là tìm hiểu ở những cái anh em mà có chuyên môn để mà tư vấn cho các bác anh em những chiếc vang số mà nó phù hợp thì nó sẽ hiệu quả. Có thể là thêm vài trăm hay là 1 triệu để là mà lấy một chiếc vang số mà nó hay, nó vừa ý thì nó đỡ vất vả. Chứ còn các anh em mà mua thì mua nghĩ là mua tạm tạm, mua chơi chơi, xong về mình như vậy là khám phá căn chỉnh, nhưng mà rất khó. Thì trong cái quá trình mà bán và căn chỉnh vang số thì em cảm nhận là như thế. Rất nhiều các anh em khi mà mới chơi vang số thì tìm những chiếc vang số rẻ, tìm những cái chỗ bán rẻ, nhưng mà nó rất khó cho các bác và anh em. Các anh em dựa trên những cái cấu hình có sẵn của người làm, rồi các anh em nắn chỉnh thêm, lưu ra một chế độ riêng thì có lẽ sẽ hiệu quả hơn. Thì đây cũng là một cái mà em nhận được rất nhiều vang số của anh em gửi đến căn chỉnh. Bởi vì là người mới dùng thì như vậy là cứ nghĩ là mua vang rẻ rồi về mình căn chỉnh, hoặc là tìm cái chỗ rẻ hơn 100-200 thì như vậy về mình tự căn chỉnh thì nó sẽ hay. Nhưng mà các anh em là những người mà đã từng sử dụng vang số rồi ấy, thì các anh em mới thấy được rằng là vang số nó quan trọng như thế nào. Và cái chuyện mà như vậy là nó có nhỉnh hơn một chút thì các bác anh em đỡ vất vả, vừa gửi đi gửi lại nó vừa mất tiền và vừa mất công. Thì đây là chiếc vang số Zson VF9 của bác Hà Nội. Thì bác này có yêu cầu về cái phần nhạc và phần mic. Phần nhạc thì cần cái âm bát nó tốt hơn, phần âm check tốt hơn, và phần âm mic, phần âm sắc của phần mic ấy, thì giảm bát để mà cho sáng âm. Thì em cũng lấy cái bộ mic Beyer 790A này là bộ mic mà nó cũng dày tiếng để mà test thử chiếc vang số Zson VF9 này. Thì bây giờ các anh em sẽ thử cái phần nhạc xem là cái phần nhạc là nó thế nào. Mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống, tâm thương cô đơn trách con tàu đã xa.
tình đường bao nhịp nối, tình trong nghìn mối hương theo một bóng người. Tà dương cuốn trong sương ngả mỗi lần ngóng chờ, nhìn theo phía trong mây đợi chuyến xe xưa về chưa. Nếu hay chẳng người ơi trốn xa rồi chàng trai, còn đêm yêu thương sáng lên muôn vàn oán hận. Nếu mai đây về cùng trên chuyến tàu hoang hôn. Nếu hay chẳng người ơi trốn xa rồi chàng trai, còn đêm yêu thương sáng lên muôn vàn oán hận. Nếu mai đây về cùng trên chuyến tàu hoang hôn. Bây giờ sẽ thử mic này, thử mic để xem nó thế nào và chia sẻ các anh em với cấu hình các anh em dùng được này. 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 1 1 2 6. Giờ cho mic to lên. Cho mic to lên nhá. Cho mic lên 35 này. Thử rồi. Cho mic to lên. 35. FX 35, mic 35 nhá. 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 4 4 7 7 7 2 3 5 6 1 1 2 6 1 1 2 6. Bây giờ em sẽ chia sẻ các anh em những cái phần ở trên chiếc vang số này nhé. Đầu tiên thì nói về phần FX đi. Thì cái dòng vang số này nó cũng tương tự như là DBS 690 và S690 Pro nhé. Các anh em nếu như đang dùng DBS 690 và S690 Pro có thể áp dụng. Dòng vang số này nó cũng tương đồng như là DBS 690 và S690 Pro. Đây là phần FX của chiếc vang số này. Đây là phần FX này. Các anh em cứ áp dụng 100%, có lẽ rằng sẽ có một cái chất âm khá hay. Đây phần FX này. Đây phần main. Đây phần main. Ở phần main này nó có cái chức năng này này. Khi mà chúng ta đặt về đây là chất âm nó cũng không được đẹp nhá. Đặt về cái Pride này là chất âm nó không đẹp này. Đặt về Gendler này đẹp hơn này. Và ở đây đặt về Mi nhé. Ở đây đặt về Mi này. Ở đây đặt về Mi. Ở đây nó có cái Fast này, Mi này, Slow này. Và bên này nó có cái Gendler và cái Pride. Đặt về cái Gendler nhé. Đây là phần main. Phần Sub này. Làm Sub nó cũng ảnh hưởng đến chất âm phần mic. Độ lớn của Sub nó ảnh hưởng chất âm của phần mic. Đang để 150. Cắt cao của phần súp nó ảnh hưởng chất âm của phần mic nhá. Cắt cao này này nó ảnh hưởng chất âm phần mic. Đây là phần súp. Có làm chế độ limit compressor. Và độ lớn này nó ảnh hưởng đến chất âm của phần mic và phần effect nhá. Khi làm vang số thì làm cái phần súp này này, độ lớn của súp hay là cắt cao của súp, chế độ limit compressor là nó ảnh hưởng nhá. Đây cổng canter này. Đây cổng canter. Các anh em căn chỉnh bằng tay thì cũng căn chỉnh được thôi. Các anh em cứ chụp ảnh màn hình như này, em quay rõ như này. Rồi các anh em chụp ảnh màn hình bằng điện thoại hay là trên tivi hay là trên máy tính. Sau đó là như vậy là vừa làm, vừa nghe, vừa xem thông số. Thì trên mặt máy là căn chỉnh được. Thì các anh em có thể áp dụng. Đây là cổng canter này. Đây là cổng sâu dao. Đây là cổng sâu dao. Tiếp đến là phần này này, phần mic này. Ở đây phần mic cái này nó là chống hú này. Nó có 8 cấp độ thì để cấp độ 3 này. Cái này noise gate này. Đây là noise gate nhé, noise gate của phần mic. Cái dòng vang số này thì nó khác với lại DBS 690 và S690 Pro là nó có cái noise gate này. Noise gate chống hú này. Mic A, mic B. Ở đây là một cái cấu hình mà đòi hỏi sáng âm nên nó cắt cao là đến 94 nhá. Đây phần mic cắt cao 94 và thông số phần mic. Đây là thông số phần mic này.
phần mic. Đây là thông số phần mic. Thông số phần mic. Tiếp đến là cái phần music này. Bác này có yêu cầu là tăng bass và tăng check này. Bass thì tăng ở một cái điểm là 61.3 Hz nhé. Đây là phần bass tăng này. Tăng thì tăng có điểm thôi. Nhiều các anh em là như vậy là tăng đại đại lên không để giá trị quy. Và chúng ta sẽ phải rà soát cái tần số tăng này này. Vừa mở nhạc vừa alo trên mic nhé. Bởi vì cái tần số này này là khi chúng ta thay đổi ấy, nó ảnh hưởng chất âm của phần mic nhé. Khi các bác anh em căn chỉnh, các bác anh em thử áp dụng theo em và các bác anh em thử thay đổi xem. Khi chúng ta thay đổi cái tần số của phần nhạc này để cho bát nó có lực hơn nhá. Bác này yêu cầu phần bát có lực hơn này. Và dòng vang số này nó không có cắt thấp. Vang số này nó không cắt thấp. Và chọn một tần số để tăng lực của phần music. Tăng lực. Nhưng khi chúng ta thay đổi ở đây này thì nó cũng ảnh hưởng chất âm của phần mic, phần effect nhá. Giá trị quy nó cũng ảnh hưởng này. Cái gain này nó cũng ảnh hưởng này. Khi làm nhạc nó ảnh hưởng đến chất âm phần mic mà. Và một cái tần số 5500 là đặt về chế độ HS này. Bác này là cần check. Cho nên là 5500 đặt về HS tăng lên gain là 3. 3 decibel. Đây giá trị Q này. Đây là toàn bộ một cấu hình của chiếc vang số Zson VF9. Thì các anh em đang sử dụng cái dòng vang số này, các anh em có thể là theo cái phương pháp và dựa theo số của em thì có lẽ rằng sẽ có một chiếc vang số khá hay. Thì nhân tiện căn chỉnh thì em lại chia sẻ các anh em để các anh em có thể là áp dụng được.